Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thần tài lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tính nhân nè, hỗn số nè, lớp 6. Thì mình lấy ví dụ về hỗn số, ví dụ như 3 1/2, đây được gọi là hỗn số, chính là cách viết gọn của 3 cộng cho 1/2. Thì 3 chính là phần nguyên, 1/2 chính là phần số. Vậy hỗn số gồm có 2 phần, thứ nhất đó là phần nguyên, thứ hai là phần số. Ok chưa? Rồi, cái thứ hai các bạn cần nhớ đó là cách chuyển nha các bạn. Hỗn số qua phần số, đó là các bạn lấy phần nguyên nha, nhân mẫu cộng tử 3 nhân 2 cộng 1 phần viết lại mẫu bằng mấy ạ? Bằng 7/2. Được chưa? Rồi, bắt đầu mình tính nhân nha các bạn. Mình lấy ví dụ này. Ví dụ đối với phép cộng 3 1/2 cộng 2 1/3. Thì để tính nhân phép cộng cũng như phép trừ hỗn số, ta lấy phần nguyên cộng phần nguyên. Được chưa? Đối với phép trừ thì là ta lấy phần nguyên trừ phần nguyên cộng, nhớ đây là luôn luôn là dấu cộng nè, nhớ chú thích chỗ này. Rồi phần phân số nè cộng phần phân số, được chưa? Rồi thì 3 + 2 bằng mấy ạ? Bằng 5. Cộng rồi 1/2 cộng 1/3, để giải nhân ta lấy tử nhân mẫu 3, tử nhân mẫu 2 cộng lại bằng bao nhiêu ạ? Bằng 5. Mẫu thì lấy 2 mẫu nhân lại phần 6, 5 phần 6, vậy ra 5 phần 6. Ok chưa ạ? Rồi đối với phép nhân và phép chia thì các bạn nên nha, để giải nhân nha các bạn, các bạn hãy chuyển nó qua phân số. Ví dụ 3 1/2 chia đi, chia sẽ khó hơn. Còn phép nhân thì các bạn làm tương tự, chia 2 1/3, các bạn chuyển thằng này qua phân số, chuyển thằng này qua phân số. Rồi 3 × 2 cộng 1/7, viết lại mẫu tiếp 2 × 2 × 3 cộng 1 bằng 7, viết lại mẫu. Được chưa? Rồi bằng khi phân số chia phân số, ta lấy phân số thứ nhất viết lại nè, di chuyển thành nhân nè, rồi đổi vị trí phân số thứ hai 3 7, trên 7 dưới 7 rút nè, bằng 3/2. Thì nhiều bạn hỏi rằng cách chuyển cái phân số này qua hỗn số lại thì các bạn làm như sao? 3 chia 2 được mấy ạ? Được 1 nè, dư mấy ạ? Dư 1. Thì đây thương chính là cái phần nguyên, dư đây chính là cái phần tử, và mẫu chính là số chia, thì chưa ạ? Vậy bằng 1/2. Ok chưa ạ? Rồi tương tự mình cho bài tập, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới mình nha các bạn. 3 1/2 trừ 2 1/3 câu B là 3 1/2 nhân 2 1/3. Rồi các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.